bạn đến với kênh của Ruth. Bữa giờ Ruth mới làm lại video này các bạn. Và hôm nay Ruth có rủ ship cùng Ruth quay trở lại một tựa game có vẻ cũng rất là quen thuộc, đó là Baby in the Yellow các bạn. Không biết mặt Ruth nhìn uy tín hay sao mà người ta cứ gửi trẻ cho Ruth các bạn, trong khi Ruth chắc là không thích trẻ nhỏ. Không biết là bữa nay thằng bé này quay trở lại nó có lợi hại hơn xưa không nữa. Chắc có. Sợ quá đi à. Thôi giờ tụi mình vô trong trẻ nha. Nó ngồi sẵn nó chờ mình kìa ship. Không biết có bạn nào chơi chưa. Cái này là bản cập nhật mới đó các bạn. Ôi có đồ ăn luôn kìa. Ôi lâu không có trời đồ ăn luôn. Có đồ ăn luôn hả? Vậy là mình không có chết đói rồi ship ơi. Sữa của mày nè. Đó ăn xong bậy liền luôn á. Nay Rút là đầy đủ kinh nghiệm rồi các bạn. Tại vì Rút chơi lần này cũng là lần thứ hai chơi game này rồi. Không sợ nữa đúng không? Đúng rồi. Tả kìa. Đây đây đang lấy. Nó thầy tả cho. Ôi. Nó. Ê, nó mất rồi. À đúng rồi, khúc này nó đi ra ngoài mà. Để Rút không hợp với con này. Cái linh hồn. Ừ, linh hồn bị nó giam giữ á. Mày vô lại đây không? Bắt đầu nó vô. Đi. Cái này chắc nó cũng giống cái phần 1. Đúng không? Rồi thay tả cho nó nè. Rồi cho nó đi ngủ. Rồi sạch sẽ. Ba mẹ nó nói là đi 4-5 ngày gì đó. Mà không biết chừng nào mới về nữa. Đi càng nhiều thì Rút sẽ càng phải chăm nó nhiều hơn. Rồi bỏ nó vô giường. Rồi đóng cửa lại trước đi nè. Đi ngã luôn kìa. Cái gì? Tìm quyển sách hả? Bữa nay phải đọc truyện cho nó ngủ nữa hả? Cái gì? Cái linh hồn, linh hồn. Quyển sách kìa đó. Đây đây. Hoàng tử và con mèo. Hoàng tử và con mèo. Xếp đọc nha. Ngày xưa hết chuyện. Cái gì vậy trời? Đọc gì vậy á? Cái gì chứ cái gì? Có một chồng hoàng tử hiện nay đang ngủ. Có con mèo nhảy giường của anh ta. Gì nữa? Nói tôi tìm được một cái khu vườn bí mật. Said the cat with much delight. Oh, bí ẩn vậy. Excitedly they ran outside, explorers in the night. Họ đi bộ qua cánh cổng. They walked through the golden garden gate. Cánh cổng vàng. Look at the pretty trees. Giàu ghê. Đi bộ. Đi bộ một hồi lâu. Thì thấy những bông hoa màu sắc sặc sỡ. Và đi bộ qua một cái gì? Cái đài phun nước hả? Thì thấy nước đang nhuốm ghê vậy. Nhìn kia. Nhưng có vẻ hoàng tử không thích cái khu vườn này và anh ta bắt đầu phá cái cây hả? He dug up flowers, grabbed the hedges, pulled off all the leaves. Phá hoa đúng không? Hết hợp kìa. The cat watched in fear. Hết hợp là con nhím. Lồn. Nói chung là đập đổ tất cả cái cây. Thôi, anh ta đã phạm một sai lầm gì đó. Kiểu con mèo sai lầm khi dẫn hoàng tử tới. Rồi hình như nó ngủ rồi á. Thôi đi ship. Câu chuyện hay ghê. Ừ. Hay ghê dễ sợ. Thằng này nó thích nghe chuyện kinh dị, chắc giới thiệu nó qua kênh ship quá. Thôi lại qua TV nè chứ bà đi. Mở ship lên coi. Hey, con linh hồn nè. Lấy đi, thu học. Ok. Qua TV thôi. Ê, nó khóc ship ơi. Đi lên giữa nó coi. Theo kịch bản là vậy mà. Như cốt truyện hồi xưa thôi. Ừ. Lâu rồi không chơi nên đứa cũng hơi quên một tí. Nó đang mất tay vậy. Nó dưới rồi. Nó dưới cầu hang á. Đây nè, đó. Mày xuống đây làm gì? Đi lên ngủ. Trời ơi, ảnh ghê luôn á. Rồi vô ngủ. Đó. Nó cần phải đọc truyện lại cho nó nghe không mày trời. Chắc không cần đâu. Lấy cái gì? Lấy cái con búp bê cho nó hả? Lấy gấu bông cho nó. Con gấu bông nào mới được. Ai biết đâu nó đại vậy. Nó cười rồi là được rồi. Chắc con nào cũng được. Đi và đóng cửa. Ok. Không cần tắt đèn nữa ship. Đi xem tivi nữa nè. Hồi xưa là phải tắt đèn mới nghe tiếng mở cửa không? Có. Nó lại trốn rồi đó. Vậy thôi ngủ đi. Ok. Rồi xong. Hết đêm thứ nhất. Giờ tới đêm thứ hai. Rồi cái hình này dễ thương quá ship. Rồi đêm thứ hai. Sáng dậy chắc phải cho nó ăn trước nha. Đi lấy cái sữa. Bình sữa đi. Ui cái gì vậy? Không biết nữa. Sao tiếng đập trứng vậy? Ủa đứa đâu có đập đâu nè. Giờ đứa mới cầm nè. Đó giờ đứa mới đập nè. Cái gì vậy trời? Bình sữa nè. Ý. Cái gì vậy? Ủa nó không có nóng luôn á. Rồi bình sữa mất tiêu. Rồi sao căn nhà này có ma rồi. Mày... Đây nè. Cái bình sữa nó bye bye kìa. Ảo thiệt sự. Trời đất ơi. Nó ngồi chờ sẵn rồi nè. Đó thấy không? Ăn đây vậy. Đó mày ị tao đem mày lên tao giặt nè. Đó, để lúc đêm nó lên đây giặt, có máy giặt trên này nè các bạn. Gì có máy giặt luôn hả? Trời ơi, người ta chuẩn bị kỹ lưỡng chứ. Đó có máy giặt. Trời ơi, phòng này phòng giặt đồ hả? Có cái dấu chân chó kìa. Không biết nữa. Ê con mắt nó bị gì vậy? Không biết nữa. What the hell? Thôi để nó bỏ vô đây để giặt nó luôn đi. Con mắt nó bị gì kìa? Ê. Giặt được nó nè. Trời ơi là trời. Con này là con quỷ nên nó mới làm vậy nè các bạn. Còn bình thường nó không làm vậy đâu. Để nó là con quỷ. Ừ. Tôi học được 4 cái linh hồn rồi. Ở đây này có ổ khóa này ship. Không biết lên trên đó có gì. Thôi đi. Xong rồi. Nó chóng mặt rồi nè. Chắc là kiểu chóng mặt. Nhìn ghê dễ sợ.
Huy sẽ hay tả nó đây giặt xong cũng chả sạch. Ew. Nhìn đáng sợ thật sự luôn ấy. Ghê quá à. Ừ, thôi để ở đây đi. Ngồi đó đi. Lấy cái tả. Nó cái tả nè. Ê, đi vậy? Trời ơi, cái tả có con mắt quá trời. Ừ. Cái tả biết đi luôn. Ờ, nó bay luôn kìa. Đấy lại. Kiểu như là rút chụp nó là nó sẽ chạy nữa xíu. No. Cái tả biết đi. Nó như nó đợi mũi đầu bếp kìa. Ôi là trời. Cái tả nấu đồ ăn rồi quá trời. Quá ghê gớm. Ảo mà thiệt sự. Nó lên phòng của nó rồi, nó lên phòng của thằng bé rồi. Ừ, đâu rồi, đâu. Trời ơi, đeo kính. Cái tả đeo kính quá. Trời đất ơi. Cái tả đeo kính luôn á. Trời ơi, mình đang bị ảo giác đúng không? Chắc vậy quá. Đó, nó nè, chụp nó. Ôi, ai dạ. Thế là con nó quay vòng vòng kia. Cái đung đầu vô tường. Ừ. What the hell. Nất luôn cái tường nhà người ta lại. Mà tả mạnh dữ. Chủ nhân của nó về là sẽ đổi thừa cho cứ cho coi. Đó, thay tả cho nó nè. À, sao đi ngủ nha. Trời đất quỷ thần. Hù nữa nè, nhưng mà này mình quen rồi. Quen rồi. Ừ, không sợ nữa. Lên ngủ nào, quậy nè. Cứ lần nào cũng phải. Tao giặt mày nữa giờ. Thôi ác lắm. Giặt nó quay vòng trống á, cười quá xíu. Rồi, ngủ đi nghe chưa? Cứ không để nó đi. Lại phải đọc truyện. Đọc truyện cho nó nữa, mệt ghê. Ê, có con có bông của hình nó nè xíu. Ôi, bán hả? Cô té vậy? Ờ cũng dễ thương. Hay là mua về bán đi xíu. Đó cho mày nè, nhìn hạng view với hạng phải kê nhìn thấy khắc bọc quá. Thôi đọc chuyện đi xíu. Hoàng tử và con thỏ. Con thỏ nhìn ghê quá đi. Ừ, nhìn không mà nhìn nó kiểu như buồn buồn ấy. Khi mà con thỏ đến ham hoàng tử. Tới giờ chơi rồi. Nhưng mà con mắt của hoàng tử rất là đỏ. Và nó làm cô ấy sợ. Và cô ấy không muốn ở đây. Cô ấy chuồn nhanh. À gì? Hoàng tử chạy theo sao? Chạy theo sao và hét. Dừng lại. Con thỏ kia. Đứng lại. Ừ. Ừ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, đang đọc hay. Cái gì vậy trời? Mệt ghê. À lấy con thỏ đi. Thôi đây lấy con cừu nè, con cừu nè. Thôi lấy con mèo trước. Ừ, con mèo trước đi. Ôi, à, trời ơi, nó còn dùng cái nữa mới ghê chứ. Trời nó không chịu con mèo. Nó lấy con cừu đi xếp lại trong trẻ đi nè. Đó, hai con cừu nè. Xếp. Để coi thử nó có ưa xếp không nha. Ôi. Ôi. What? Bay lên trời luôn. Trời ơi, đi mất tiền rồi để cho con thỏ. Trời con trai mà thích con thỏ chán ghê. Hay là mình đọc truyện nào là nó thích nó ừ, con đó ta. Đúng rồi, rồi tiếp tục đọc đi. Okay. Nó phải có con thỏ mới chịu. Trời đất ơi, kiểu như nó đang nhập giai xíp. Ừ. Gì đây? Đuổi theo con thỏ. Kiểu thở ấy. Tiếng tiếng chiến đấu gì. Ừ, chạy vòng quanh cái tòa lâu đài đó luôn. Và thở. Round and round inside the palace. Nói chung là vậy. Nói chung là đuổi nhau thôi. Ừ. Ê, nó mặc cái đồ giống thằng này quá. Thì nó là thằng này. Hoàng tử không thể bắt con thỏ này. Con thỏ nó chạy ra ngoài cửa và biến mất. Thằng tử nói là tôi cần một người bạn nhiều hơn. Bây giờ và gì kiểu như người khác đúng không? Và mẹ của thằng tử nói là đừng có khóc nữa, đừng có lo lắng nữa, mẹ sẽ đem tới cho con. Trời ơi, chiều con dễ sợ. Hình như nó ngủ rồi sếp ơi. Nó ngủ rồi tôi ngủ mắc cười quá. Thôi mình coi phim đi. Ngủ luôn. Ơi, không phải tiếng chuông có khách. Có khách hả? Ừ, con thỏ này kìa sếp. Ủa sao nó nằm đó? Ai biết đâu. Ủa, cái ai, giao ai, hàng ai tới vậy? Để coi, ủa, ai vậy? Không biết. Không có ai hết. Cái máy nữa. Ờ, được giao hàng cái máy nào làm bánh á. Shopee mới giao. Anh Shopee này trường hơi lẹ đó, chưa kịp thấy mặt luôn. Để ở đây ta. Chúng ta có một cái máy nướng bay. Để, ở trên bàn dài này, chắc để ở ngoài đây xíu. Ừ. Để đây đi. Đâu phải đồ của nó đặt đâu. Ba mẹ nó đặt. Rồi, tiếp tục. Ê, ủa, thỏ biến mất rồi. Còn mấy cái kiểu như mảnh vải à. Ừ, thỏ nó mất tiêu rồi trời. U, lông nó vương vãi kề lên trên kìa. Thôi kệ nó đi, mình ngồi qua tivi đi. Ờ. Coi tivi cho hết đêm. Ừ. Đêm thứ ba chắc sẽ căng thẳng lắm xíu ạ. Ồ, đêm thứ ba nè. Sếp đã quá quen, sếp không sợ rồi, đâu. Rồi, đối lại sofa ngồi một tí nha. Chưa gì hết, nó khóc rồi nè. Lên. Thôi để đút lấy bình sữa trước. Bình sữa đâu rồi? Không biết nữa. Dạ trời, tính lấy bình sữa lên cho nó bú luôn rồi nó ngủ luôn nó khỏe. Không, mình chỉ lên dỗ nó thôi. Ủa vậy hả? Ừ. Chán ghê á. Tao ơi, khóc hoài. Cái mặt mình như tội lắm á trời. Đi và đóng cửa lại. Ok. Tìm một ít đồ ăn hả? Ừ. Dạ Ruth sẽ làm đồ ăn cho ship, cho Ruth với lại cho nó luôn. Thử luôn cái máy này ship, coi thử hàng có ngon không. Bỏ bánh mì Ruth làm ít thôi nha. Ship ăn phô mai nữa. Làm ít thôi chứ làm nhiều quá ăn nó sẽ mập á. Ship với Ruth dạo này hơi bị mập rồi nha. Ship không thích ăn cà chua đâu. Nó làm cho Ruth trước mà. Đó, để ít thôi, bấy nhiêu thôi, nhiều quá, ăn nó mập lắm. Đó. Nhưng mà cái gì mà nhiều dữ vậy gố, chứ nó lấy ít mà.
Nhưng mà giờ nó cám dỗ rứt quá trời nên Rứt phải lấy ấy. Cái gì một đống luôn. Ê, rớt rồi lụm lên 3 giây lụm lên liền ăn được. Đó vẫn được nha. Bỏ vô. Rồi thêm cái gì vậy? Thôi nách. Từ từ, đầy đủ topping thì mới ngon được. Rồi sao đóng cái? Để coi có gia vị không? Gia vị đâu, không có gia vị các bạn. Không có gia vị rồi, ăn lạnh chắc rồi luôn. Rồi sao đóng? Đóng được mà. Thở đó. Trời ảo ghê. Đó. Ôi, ôi, cái gì vậy rồi? Thấy chưa? Ôi, cái nhà, cái nhà. Để nhiều quá đi. Ôi là trời, rút sẽ lấy bình sữa để đi dập lửa. Ôi, cái gì? À, lần trước cũng vậy nha. Phần mồm á. Ừ, lấy bình sữa. Lấy bình sữa ra cứu hỏa. Rồi xong luôn. Rồi sao đi? Ui, cái tủ lạnh nó hương rồi xíu. Đường đi hả? Ừ. Trong tủ lạnh có đường đi. Tự nhiên cái mặt đạo á hả? Ây à. Đó, cái một cánh cửa. Ra một cái phòng khác. À, đó nè. Ủa, nó đang giận rút rồi nè. Quýnh thằng cái. Uống sữa đây. Nói gì nhiều. Đi hay tả? Rồi. Mà nhìn cái không khí này, rút nghĩ là sắp có điềm gì đó rồi xíu ơi. Ừ, cái điềm sợ quá à. Thôi nó quay lại nè. Cái tả nè. Lấy cái tả đi thay cho nó đi rồi tính. Hết hồn. Xíu luôn rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì bay ra dữ vậy? Đồ chơi trong trời nhìn. À nó là cái thằng hoàng tử đó. Thì đúng rồi, thằng hoàng tử. Thôi bước lên, lên mà. Lên phòng lên phòng kiếm cái đồ trị nó. Cái gì vậy trời? Thôi lên phòng, lên phòng, nhanh. Ôi khách hồn. Đây nè, cái ti. Trời, cái ti như cái mình cứu hỏa xíp. Xíu này cho nó, cho nó. Ti đi, cho nó ti đi. Ê. Ồ, bay luôn. Chữ một phát. Ngậm ti ngủ luôn rồi. Đi lên. Lúc ngủ cũng dễ hương chứ. Ừ. Mà hả, lúc thất hại ớn thiệt kia. Ê. Ủa, cái ti này không đủ mạnh rồi xíu ơi. Cái gì vậy? Nói lại ba con đồ chơi của nó nè. Hình như kiểu lính của nó hay xíp. Quyển truyện. Là sao? Nó vô phòng rồi. Khóa hết cửa lại rồi. Mở khóa chức năng bay. Ôi. Vậy làm gì đấy? Để rút đem nó vô giường đi. Cho nó cười kìa. Nhìn mặt đáng sợ em cũng cười hả? À? Ngủ đi, đừng nhìn tao, nó liếc nó kìa. Con được chơi vô. Bỏ con cừu vô cho nó đi. Đó, nó cười nữa nè. Rồi, ngồi xuống đọc chuyện tiếp. Ồ, hoàng tử và con cừu. Ừ, con cừu nè. Con cừu là ship. Ừ. Không khí kiểu như lạnh lẽo bao trùm. Trăng thì ở ngoài chiếu vô. Gió thổi. Hoàng tử đang ở trên giường và anh ấy và không thể ngủ được. À, anh ấy nói với mẹ của anh ấy là phải đem gì? Một con cừu cho anh. Ôi, đừng đem ship nha. Đem ship đây. No. Cái gì? Tôi khác. Hoàng tử nói với con cừu. Đem nước tới cho anh ấy hả? Rồi gì đây? Tôi dơ. À, hãy thay đồ cho tôi. Tôi mệt. Hãy gì đây? Đếm. À, kiểu như đếm cừu để ngủ á. Một con, hai con, ba con. Ship nè, ship là con cừu nè. Ship thành nhân vật của cái game luôn rồi. Just one thing. Nhưng còn một điều nữa. Before I drift to sleep. Trước khi ngủ, anh ấy mở cái mắt đỏ to lớn ra và nhìn vào mặt con cừu. In my dreams. Đến và hăm gì? Gì đến vào giấc mơ của tôi á. Vào giấc mơ của ta ở trong đó mãi mãi, ở trong đầu của ta. Kinh dị quá. Oh my. Rồi, nó đó các bạn. Ôi, cuối tuần nó như. Ôi, mấy con này. Ôi. Gọi trên ngay vàng luôn. Ôi, hoàng tử ơi, nó tì biết lỗi rồi, nó tì không nên giặt hoàng tử. Ôi, hết rồi hả? Hết rồi. Ôi, đáng sợ quá đi à. Nó nghĩ là sợ hơn cái thằng trước hả? Ừ, hết hồn nhiều hơn. Ừ, hết hồn hết vía. Với có cốt truyện. Ừ, có cốt truyện. Nó là thằng hoàng tử đó luôn. Ừ. Ok. Và hôm sau thì đứa sẽ trốn khỏi căn biệt thự này các bạn. Không thể nào ở cái biệt thự này được. À, lần sau ship và đứa sẽ tiếp tục trốn thoát khỏi cái phòng này nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của đứa. Hy vọng các bạn sẽ thích những video của đứa. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye.